Lên hình lầy lội thế thôi chứ ngoài đời Mạc Văn Khoa đã có bạn gái cực nóng bỏng, khiến nhiều người ao ước. Dù đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ, nhưng Văn Khoa cho biết muốn ổn định sự nghiệp trước mới tính đến chuyện kết hôn. Nhắc đến cái tên Mạc Văn Khoa, người ta sẽ bật cười và liên tưởng tới ngay anh chàng từng khuấy đảo sân khấu Cười Xuyên Việt năm 2015. Không chỉ sở hữu khuôn mặt hài hước, Khoa còn được khán giả yêu mến bởi tốc độ phát thanh nhanh như gió qua hàng loạt các tác phẩm mang tính giải trí cao như Gia Đình Dị, Bộ Tộc Ước Ác, Bột Giặc Thánh Trôn. Hiện trang Facebook cá nhân của 9X đang sở hữu số lượng người theo dõi lên đến 120.000. Mỗi clip hình ảnh của Khoa chia sẻ đều nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời tư của Á Quân Cười Xuyên Việt cũng luôn là chủ đề hot. Mới đây, hình ảnh Văn Khoa xuất hiện cùng một cô gái xinh đẹp trong đám cưới nam danh hài nổi tiếng, nhanh chóng trở thành tâm điểm. Nhìn ảnh có thể thấy cô gái này sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt xinh đẹp. Văn Khoa xuất hiện bên người bạn gái xinh đẹp. Anh chàng đưa bạn gái đi tham dự sinh nhật của ca sĩ Ân Đại Vệ. Khi được hỏi về mối quan hệ của cô gái nói trên, Văn Khoa xác nhận đó chính là người yêu của mình. Tuy nhiên, cả hai chưa tính tới chuyện kết hôn bởi muốn cùng nhau ổn định sự nghiệp trước. Theo tìm hiểu, cô gái này tinh vi, cũng hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến người mẫu tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn trang cá nhân có thể thấy cô nàng là một người khá đầu tư, chăm chút về ngoại hình.